xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi đất trồng tiền ghé một chỗ người ta họ bán hoa lan. Thì mình quay cho các bạn xem coi chơi. Tại vì ở khu vực Lâm Đồng lan rất là nhiều. Còn đây là thuốc bơm và thuốc bón cho cây lan. Các bạn có đi du lịch lên Đà Lạt thì các bạn ghé ngay chỗ này để mua ủng hộ cho bà bán ở đây này. Bà rất là vui tính. Đó, bà bán rất là nhiều ở đây cái đoạn này. Chỗ sân bay đi lên khoảng cây số. Đó, các bạn từ hướng thành phố Hồ Chí Minh chạy lên tới sân bay Liên Khương, các bạn chạy thêm một cây số nữa bên tay trái của các bạn luôn. Đó, các bạn gặp người ta bán lan này. Lan ở đây thì bán rất là rẻ các bạn, nó không như mấy chỗ khác đâu, vì đây là xứ sở của lan mà. Thích chậu nào thì các bạn mua chậu đấy. Đấy là các loài lan tên là Thủy Tiên nè các bạn. Màu tím hả ba? Rồi đấy là màu vàng. Rồi đấy là lan gì ba? Lan đuôi chồn nè các bạn. Đó, đủ thôi, lan hết, to nhỏ to hết. Đây là lan trúc Phật Bà này các bạn nhìn kỹ này, cái nó có cái thân rất là đẹp. Và là lan trúc Phật Bà. Lan hoàng thảo lôi hả ba? U lôi. U lôi đó, lan hoàng thảo u lôi. Đấy. Rồi, đẹp quá, đẹp luôn. Rồi tứ cái bảo sắc. Tứ bảo sắc. Và cái lan này là bán cục như một loại đó. Không? À một loại hết đây các bạn. Như một chậu như vậy là bà bán một chậu bao nhiêu là có hoa này? Là 400. Rồi cái cây nhỏ này thì bà bán như thế nào đấy bà? Cây nhỏ này thì hoàng thảo bùi ra này. 200 này. 200.000. Chậu nhỏ là 200, chậu lớn là 400 mà. Còn bên nhỏ này ba. Bên nhỏ này là hàng kia, hàng giả hạt kia rừng này. Giả hạt kia rừng này các bạn. Một chậu này. Đó, 150 này các bạn này, đó, quá rẻ luôn. Đây là cái giả hạt Chi Linh Xuân Mù Tam Bố này. Giả hạt Chi Linh Tam Bố hả? Xuân Tam Bố. Đây này là cây giả hạt ma bó, nó gieo hạt này. À, láng này là họ gieo hạt lên nè các bạn này. Đó. Đây giả hạt ma bó. Đó, ma bó, giả hạt ma bó. Đó, có bộ rễ rất là đẹp, rất là mạnh. Đó, nó quá đẹp luôn. Đó, về cây quá đẹp luôn. Giả hạt rừng Campuchia đây các bạn. Cái gì lá mít bà? Hạt lá mít này. Hạt lá mít. Đó. Các bạn thấy đẹp chưa? Các bạn đi du lịch là ghé đây mua là quá đẹp luôn. Bà bán rất là rẻ. Cái nhỏ cái lớn có hết. Những cái nhỏ nhỏ như vậy là giá bao nhiêu một cây đấy bà? 150.000 rồi cái lớn. Cái đó 150 luôn. Cái lớn 150 luôn. Ủa sao lại nhỏ 150 mà lớn 150? Cái này cái giả hạt, cái đó cây trồng. Cái tên nó cái giá trị nó cây nó khác nhau. Cây trồng nó rẻ hơn. À, rồi bà bón cái phân hóa học hả? Đúng rồi. Phân chì á. Phân trà nước á. Nó đưa cái từ bộ rễ nó hút cho nó ăn xuống. Phấn này dành cho lan hay là mình bỏ cái kiện được không bà? Bỏ chứ con, bỏ lan cái kiện cái cảnh đi được hết. Cái này bà bán gói hả? Bán gói cái này.
họ lan cái kiện rồi này kia, cái hạt này nè các bạn, thì mình quay cho các bạn coi nè. Đó, phân bón thông minh đó, đồ màu sắc hết mà nó nước nó bóp ra nó bể ra, nó thấm nước nó bể ra, phải không bà? Nó thấm nước nó bể ra à. Không, con cầm cái này con thấy nó con bóp nó bể mà, là cái phân nào đó là mình bóp ra chứ còn để tự nhiên á, ăn đến đâu là ăn gì đến đó mà, là nó dịu. Nước khô này các bạn này, thấm nước xong nó bể như cái lông bóng á, hay á. Cái đó con làm thôi, cái mà bán lại bán cho con 120 rồi. Đó còn đi còn lấy như này. Bố cho con 10.000 nữa. Chắc tuổi thôi. Đó đó này có vẻ xịn ha. Chắc chắn. Ừ, anh đánh cái này gì đó. Cái này mình dây nó mục rồi. Mới cho thôi mà. Đó, mua 2 cây bỏ cốp xe rồi mua thêm cây nữa thôi. Có Lego nữa nè. Chẳng nào mà có Lego nữa. Tự bắn mà. Cái này bỏ bi vô bắn được. Video của mình đến đây mình kết thúc. Mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn.